Phù Đổng Thiên Vương. Vào đời Hùng Vương thứ 6, tại kẻ Đổng thuộc bộ Vũ Ninh xưa, có vợ chồng ông lão nọ ăn ở Phúc Đức, nhưng mãi mà vẫn chưa có con. Tôi thấy buồn lắm ông ạ. Vợ chồng mình ăn ở có đến nỗi nào đâu mà trời không thương cho lấy một đứa con. Bà đừng buồn, chẳng phải tôi và bà vẫn đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau đó sao? Sau một đêm mưa gió, sáng sớm bà ra vườn cà ven sông, thấy một vết chân lớn chưa từng có. Thật là kỳ diệu, sao lại có bàn chân lớn như thế này được nhỉ? Khéo cũng phải to gấp rất nhiều lần bàn chân của người thường. Mấy hôm nay bà sao vậy? Bà thấy mệt trong người hả? Ông ơi, ông xem này, có gì đó đang động đậy trong bụng tôi. Bà nó ơi, bà nó có thai rồi, chúng ta có con rồi. Tôi không đợi được đến lúc con chào đời rồi. Một mình bà nuôi con sẽ vất vả nhiều lắm. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy con, bà nhé. Ông ơi! Một thời gian sau. Chà, cậu bé kháu khỉnh quá, nhất định lớn lên thằng bé sẽ thông minh lắm. Đã 3 năm trôi qua, cậu bé lớn lên 3 tuổi mà chẳng biết nói cười. Ba mẹ vô cùng buồn phiền, lo lắng. Hàng ngày, Gióng chỉ nằm trên thúng treo trên gióng tre. Do vậy, mọi người gọi cậu là Gióng. Giặc Ân xâm lược nước ta, nhà vua đang cần người hiền tài giúp nước đó. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. Ôi, con biết nói rồi sao? Sứ giả đang tìm người hiền tài giúp nước đó con. Nhưng con còn nhỏ chưa giúp được gì đâu. Mẹ cứ giúp con mời sứ giả vào đây đi ạ. Con trai 3 tuổi của bà sao? Không phải bà đang đùa ta đấy chứ? Ông hãy về tâu với đức vua, đúc cho một con ngựa sắt cao hơn 18 thước, một cây kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một chiếc nón sắt để Gióng đi dẹp giặc. Con ăn vẫn chưa no, bà con cho con xin thêm nhiều cơm nữa đi ạ. Chà, cậu bé ăn giỏi thật, chưa từng có ai có thể ăn nhiều đến như thế. Trời ơi, bà con xem này, thằng bé đang lớn lên nhanh như thổi, đúng là sự lạ. Đa tạ bà con, giờ con phải lên đường giúp nước rồi, thắng lợi trở về con nhé. Ta là thiên tướng đây. Quân cướp nước kia, ta nhất định sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Gậy gãy rồi, nhưng không thể làm khó được ta đâu. Những mảnh tre bị gãy ném rải rác khắp chiến trường, sau này mọc thành loại tre đặc biệt có màu vàng óng ánh nên gọi là tre đằng ngà. Mỗi nơi ngựa của Gióng đi qua đều để lại những ao mang hình vết chân ngựa. Ngôi làng bị phun lửa cháy một vùng, về sau được gọi là làng cháy. Vua Hùng sai lập đền thờ Gióng ở làng quê, phong Gióng làm Phù Đổng Thiên Vương, phong mẹ Gióng là Thánh Mẫu Bảo Vương. Mỗi năm đến tháng 4, làng Gióng đều mở hội lớn. Dân hàng trăm làng quanh vùng núi sóc lại mở hội để cùng nhau nhớ về người anh hùng đã có công giúp dân đánh giặc ngoại xâm, cứu nước. Kinh nghiệm đầy tớ. Không phải như thế. Hãy like, comment subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.